chào tất cả các em. Hôm nay thầy giáo chúng ta lại cùng nhau đi chữa bài tập cuối tuần 27 môn toán lớp 3. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau củng cố về các số có 5 chữ số, số 100.000. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào giải quyết từng bài tập. Bài tập số 1. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. A. Số 34.576 đọc là 34.567. Vậy do rõ ràng là cách đọc số và cách viết số không đúng với nhau, ta điền đây là sai. Ý B. Số 21.525 đọc là 21.525. Ý này đúng, ta điền đờ. Ý C. Số liền trước của 35.478 là 35.479. Chúng ta cần nhớ lại kiến thức về số liền trước. Muốn tìm số liền trước thì ta lấy số đã cho trừ đi 1. Nhưng ở đây là tăng lên 1, do đó đáp án đây là sai. Số liền sau của 44.797 là 44.798. Đáp án này đúng, vì khi ta tìm số liền sau thì ta lấy số đã cho cộng thêm 1. E. Số liền sau của 100.000 là 99.999. Đáp án này là sai. Như vậy, qua bài tập này chúng ta cần củng cố về cách đọc số và tìm số liền trước và số liền sau. Muốn tìm số liền trước thì ta lấy số đã cho trừ đi 1. Muốn tìm số liền sau thì ta lấy số đã cho cộng thêm 1. Như vậy chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A. 50.000, 60.000, chấm chấm chấm, 90.000, chấm chấm chấm. Nhìn vào dãy số này chúng ta thấy quy luật của dãy số là số sau hơn số trước 10.000 đơn vị. Như vậy, để tìm số tiếp theo, chúng ta chỉ cần lấy số trước đó cộng thêm 10.000. Vậy dãy số trên là 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Câu B. 23.000, 24.000, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm, đến 28.000. Nhìn vào dãy số chúng ta thấy quy luật của dãy số này, số sau hơn số trước là 1.000 đơn vị. Vậy các số trong dãy là 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 27.000, 28.000. Câu C. 42.100, chấm chấm chấm, 42.300, chấm chấm chấm, chấm chấm, đến 42.600. Nhìn vào dãy số này chúng ta thấy quy luật của dãy số là số tiếp theo sẽ bằng số trước đó cộng thêm 100 đơn vị. Vậy số cần điền ở trong dãy số là 42.100, 42.200, 42.300, 42.400, 42.500, 42.600. Như vậy chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 2. Bài tập này củng cố chúng ta cho cách viết số trong dãy số theo quy luật tăng dần. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. A. Số gồm 30.000, 1.000, 70, 1 đơn vị viết là. Vậy số này sẽ có chữ số 3 ở hàng chục nghìn, số 1, chữ số 1 ở hàng nghìn, chữ số 7 ở hàng chục và chữ số 1 ở hàng đơn vị. Vậy đáp án đúng mà chúng ta tìm được chính là đáp án C. Kết quả ta tìm được là 31.071. Ý B.
Chữ số 6 trong số 36.080 có giá trị là. Ở đây chúng ta nhìn thấy chữ số 6 này nằm ở hàng nghìn. Do đó chữ số 6 này sẽ có giá trị là 6.000. Vậy ta sẽ khoanh vào đáp án D. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau củng cố về cách viết số và tìm giá trị của chữ số ở trong một số. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Bài 4. Cho 5 hình tam giác như nhau. Mỗi hình như hình sau. Các bạn quan sát trên màn hình. Hãy xếp thành hình bên và vẽ vào hình để thực hiện cách xếp. Để vẽ cách thực hiện cách xếp thì các bạn có dùng thước kẻ và bút chì, chúng ta kẻ vào ngay bài kiểm tra để chúng ta thể hiện được cách xếp, và có nhiều cách xếp khác nhau. Sau đây là đáp án của thầy, là một trong những cách mà chúng ta xếp được. Và chúng ta sẽ xếp như vậy: hình tam giác thứ hai, hình tam giác thứ ba, hình tam giác thứ tư, hình tam giác thứ năm. Ngoài cách xếp này ra, các bạn còn có những cách xếp khác. Miễn làm sao chúng ta xếp được đủ 5 hình tam giác như nhau là được. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số học sinh khối lớp 3 của một trường tiểu học trong các năm gần đây như sau. Câu thứ nhất là năm học. Có các năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. Số học sinh của khối lớp 3 như sau lần lượt là 262, 255, 248. Nhìn vào bảng này thì chúng ta thấy ở cột phía bên trái là năm học, cột bên phải là số học sinh. Vậy ứng với mỗi dòng là số năm học thì vẫn có số học sinh như ở phía bên phải. Câu hỏi của chúng ta như sau: số học sinh lớp 3 của năm học 2011-2012 nhiều hơn số học sinh khối lớp 3 của năm học 2012-2013 là bao nhiêu? Ở năm học 2011-2012 là 262 học sinh. Năm học 2012-2013 là 255 học sinh. Người ta hỏi là số học sinh của khối lớp 3 năm 2011-2012 nhiều hơn khối lớp 3, số học sinh khối lớp 3 năm học 2012-2013 là bao nhiêu. Vậy muốn biết được nó nhiều hơn bao nhiêu thì ta sẽ lấy 262 trừ cho 255. Kết quả ta tìm được là 7 học sinh. Vậy ta sẽ khoanh vào đáp án D. Kết quả là 7 học sinh. Ở bài tập này củng cố cho chúng ta cách đọc bảng số liệu và phân tích số liệu ở trong bảng. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 6. Bài 6. Viết kết quả vào chỗ chấm. Ở ý A, ta thấy biểu thức này có dấu ngoặc đơn, vậy ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 5.000 trừ 3.000 bằng 2.000, 7.000 trừ 2.000 bằng 5.000, thì kết quả là 5.000. Trong biểu thức B, chỉ có phép tính cộng trừ, cho nên ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 7.000 trừ 5.000 bằng 2.000, 2.000 cộng 3.000 bằng 5.000, thì kết quả là 5.000. Trong biểu thức C có dấu cộng và dấu nhân, ta thực hiện nhân chia nhân trước cộng sau. 500 nhân 2 bằng 1.000, 7.000 cộng 1.000 bằng 8.000. Trong biểu thức D có dấu ngoặc đơn, ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 7.000 cộng 500 bằng 7.500, 7.500 nhân 2 bằng 15.000, ta điền kết quả là 15.000. Ý E, trong biểu thức này có dấu trừ và dấu chia, ta thực hiện phép tính chia trước, phép tính trừ sau. 6.000 chia 2 bằng 3.000, 8.000 trừ 3.000 bằng 5.000, vậy ta điền kết quả là 5.000. Trong biểu thức G,
Ta thấy này, có dấu ngoặc đơn, vậy ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Ta lấy 8.000 trừ 6.000 bằng 2.000. 2.000 chia 2 bằng 1.000. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 6. Ở bài tập số 6 này, củng cố cho các bạn cách tính giá trị của biểu thức. Chúng ta cần nhớ lại kiến thức chính của bài. Đó chính là trong một biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ, thì cộng trừ hoặc nhân chia thì chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Trong một biểu thức có dấu ngoặc đơn thì chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Còn trong một biểu thức có tất cả các dấu phép tính cộng trừ nhân chia thì chúng ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Đó là quy tắc tính giá trị của biểu thức các bạn cần phải nhớ. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 7. Bài 7. Có 8 thùng như nhau đựng được tất cả 24.000 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế đựng được tất cả bao nhiêu lít dầu? Bài toán này cho biết có 8 thùng như nhau đựng được 24.000 lít dầu. Và người ta hỏi là 5 thùng như thế đựng được tất cả bao nhiêu lít dầu? Đây chính là dạng toán rút về đơn vị. Bài này chúng ta giải như sau. Bài giải: mỗi thùng đựng được số lít dầu là, vậy ta đi tìm mỗi thùng, ta lấy 24.000 lít chia cho 8 bằng 3.000 lít. Người ta hỏi 5 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít dầu, ta sẽ lấy 5 thùng dầu như thế đựng được số lít dầu là, ta lấy số dầu trong mỗi thùng là 3.000 rồi nhân với 5 bằng 15.000 lít, đáp số 15.000 lít dầu. Vậy ở bài tập này, chúng ta củng cố kiến thức về giải toán liên quan đến rút về đơn vị. Để giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, chúng ta thực hiện qua 2 bước. Bước 1, đi tìm giá trị của một phần bằng nhau. Giá trị của một phần bằng nhau thì ta lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau đây là 8 phần bằng nhau. Ta ra giá trị của một phần. Giá trị một phần đây chính là số lít dầu có trong mỗi thùng. Bước 2 là ta đi tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau. Đi tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau, ta làm phép tính nhân. Ta lấy giá trị của một phần nhân với số phần cần tìm. Ở đây là 5 thùng như thế, tức là giá trị của 5 phần. Và tìm được kết quả là 15.000 lít. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi làm xong bài tập số 7. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 8. Bài tập số 8 viết tiếp vào chỗ chấm. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 21m, chiều rộng kém chiều dài 12m, tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó. Để làm được bài tập này, chúng ta cần tìm hiểu yêu cầu của bài. Bài này cho biết là một hình chữ nhật có chiều dài là 21m, chiều rộng kém chiều dài 12m. Như vậy là chiều rộng chúng ta chưa biết, người ta bắt tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật. Để tính chu vi hình chữ nhật, ta nhớ lại kiến thức. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Mà ở đây chiều rộng ta chưa biết, vậy ta cần phải đi tìm chiều rộng trước. Vậy ta sẽ làm ra giáp như sau. Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là, ta lấy 21 trừ 12 bằng 9m. 21 chính là chiều dài. Chiều rộng kém chiều dài 12m, vậy ta thực hiện tính trừ. 21 trừ 12 bằng 9m. Bây giờ ta đi tìm chu vi mảnh đất hình chữ nhật, đó là chu vi mảnh đất hình nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Như vậy ta sẽ lấy 21 mở ngoặc là 21 cộng 9 đóng ngoặc nhân 2. 21 cộng 9 bằng 30, 30 nhân 2 bằng 60, đơn vị là mét. Đáp số 60m. Vậy ta sẽ điền vào chỗ chấm ở đây là 60m. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau củng cố bài tập số 8. Đó là củng cố về kiến thức tính chu vi hình chữ nhật. Các bạn cần nhớ được là muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Ở một số bài toán thường người ta giấu đi
chiều dài hoặc dấu đi chiều rộng, bắt chúng ta phải đi tìm chiều dài hoặc chiều rộng trước rồi bắt mới được tính chu vi. Những bài toán đó là những bài toán hai phép tính thì các bạn cần lưu ý để khi làm chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã xem. Bấm like để ủng hộ kênh, comment để lưu ý kiến của mình. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhé.